Cái đó nó phải hức như vậy luôn hả? Không có thì nó vẫn nằm như này thôi. Nó đi. Xoay êm ha, đó nó xoay quanh cái ghế luôn. Bởi vì cái đầu đó nó nhọn mà. Đầu này nó nhọn hơn thì con. Đầu này nó tròn, đầu đó nó nhọn. Đầu này tròn, đầu này nhọn đúng rồi. Không, cái đầu này hơn. Chị xem cái ghế hay chưa? Tấn công. Tin biết chơi không? Rồi, nhảy ra, nhảy ra. Họ cái nữ ơi gì mà. Tin chưa biết cách làm đó. Biết hồi nãy xin làm được rồi. Phải thử rồi. Cái đó nó phải hức như vậy luôn hả? Không hức thì nó vẫn nằm như này thôi. Nó đi. Xoay êm ha, đó nó xoay quanh cái ghế luôn. Bởi vì cái đầu đó nó nhọn mà. Đầu này nó nhọn hơn thì con. Đầu này nó tròn, đầu đó nó nhọn. Đầu này tròn, đầu này nhọn đúng rồi. Không, cái đầu này hơn. Chị xem cái ghế hay chưa? Tấn công. Tin biết chơi không? Biết. Rồi, nhảy ra. Họ cái nữ ơi gì mà. Tin chưa biết cách làm đó. Biết hồi nãy xin làm được rồi. Phải thử rồi.